yêu cầu anh chị mặc quần áo vào, theo chúng tôi về phường. Ai vậy? Xin chào. Hai anh chị mặc đồ vào, theo chúng tôi về phường. Dương Minh Trọng. Dạ. Anh đã bị bắt. Nhưng mà anh tội á. Vì dính líu tới đường dây cung cấp gái gọi cao cấp. Yêu cầu anh đi theo chúng tôi về cơ quan để điều tra. Đi. Ở đây cũng thoáng mát quá chứ, thoải mái. Nhưng mà làm gì thì làm, cũng vô với anh cái. Chúc mừng mày làm tốt công việc của anh ba giao. Dạ. Tao nói thiệt với mày, tao cũng phục mày lắm đó. Tao ra tay với bất cứ đối thủ nào tao cũng không nhát tay. Nhưng mà đối với mấy con đàn bà, khó quá. Kêu tao ngủ với nó thì được, kêu tao giết nó, tao làm không có được. Đặc biệt nhất á, là đẹp giống như con Quỳnh Ly vậy đó. Vì công việc, em phải không từ bất cứ thứ gì. Giỏi, mày giỏi lắm. Nè, hình như hồi nãy chưa ai nói với mày về vụ thằng Tùng nó giết thằng Phùng, đàn em của nó quan sát qua vũ trường của tụi mình, làm cho công an tới điều tra, không làm ăn gì được mấy bữa đây. Mẹ cái thằng khốn nạn, nếu mà tao không xử nó, tao không phải là thằng hư sẹo nữa. Sao nó lại giết thằng Phùng lính của nó vậy anh? Thì cái thằng đó buôn bán ma túy, qua mặt của thằng Tùng, đi cướp bắn người. Thằng Tùng điên lên giết nó chứ sao. Nhưng tao tức, tại sao nó lại chơi cái trò mất dạy đó, nó ném xác qua vũ trường của mình. Em nghĩ đằng sau vụ này chắc chắn phải có âm mưu gì đây. Hay là anh gọi cho anh ba, coi anh ba có ý kiến gì không. Anh ba hả? Tao có gọi rồi, nhưng mà không được. Dạo này chỉ có anh ba chủ động gọi cho mình, chứ mình gọi cho ảnh, anh không nghe. Hoặc là quăng số ở đâu đó rồi, nên không nghe. Băng thằng Tùng nó muốn mượn tay công an để mình khỏi làm ăn. Vậy thì bây giờ mình phải tính ngược lại. Mình mượn tay công an để loại nó ra khỏi vòng. Tao thấy nó chướng mắt quá. Anh, em nghĩ tất cả mọi chuyện nên đợi ý kiến của anh ba, chứ để lỡ có chuyện gì thì chết với anh ba đó anh. Sao cái gì mày cũng sợ thằng Tùng hết vậy? Tao thề với mày, tao sẽ giết nó cho mày coi. Mày hả? Thank you.
khai đi, ai là người chỉ đạo đường dây gái gọi cao cấp này? Dạ chị Hương gà, chỉ đạo mọi thứ, còn riêng em á không biết gì hết trơn á. Vậy làm gì? Ai cung cấp nhân viên cho đường dây gái gọi cao cấp này? Dạ em á chỉ có trách nhiệm là huấn luyện cho những cô gái mới về, chỉ họ cách đi nè, cách đứng, và tạo cho họ ra dốc dáng như người mẫu. Còn gì nữa không? Dạ nói. Dạ thì em đưa những cô gái đó tới cho những đại gia nè, rồi những người khách có quốc tịch nước ngoài nữa. Vậy ai đứng đằng sau Hương gà? Dạ em chỉ biết chị Hương gà lớn nhất à, chị đạo trực tiếp em, còn ai đứng sau chị á thì thật tình em không biết. Đồng chí. Dạ. Dạ hắn đi. Đi theo tôi. Anh ba, thằng Hưng đã đến rồi anh. Dạ anh ba. Chú Hưng, chú vẫn khỏe chứ? Dạ, nhờ hồng phúc của anh ba em vẫn khỏe. Cơn gió nào đã đưa anh ba tới đây vậy? Gió của cơn sóng dữ. Anh ba muốn xử lý thằng Tùng à? Không. Vậy là ai? Hương gà. Tại sao anh ba lại muốn xử lý Hương gà? Không xử không được, vì đường dây của nó đã bị lộ rồi. Ai đã làm lộ đường dây vậy anh ba? Có thể là thằng Trọng, lính của Hương gà. Nó đã bị bắt và đồng ý chỉ điểm. Bây giờ công an đang hành động ráo riết. Nhưng nếu bắt thằng Trọng, chỉ bại lộ đường dây gái gọi cao cấp thôi, làm gì đụng tới chúng ta? Có cần xử Hương gà không anh ba? Có. Nhổ cỏ tận gốc. Nhưng mà em thấy như vậy là hơi nhẫn tâm đó anh ba. Nếu mà bọn đàn em biết được thì còn mặt mũi nào nữa anh ba? Chuyện này thì chú mày khỏi phải lo. Có thể tao sẽ phao tin là tụi thằng Tùng làm, thì ai mà biết được. Anh ba có thể cho Hương gà thêm thời gian để coi có đồng tĩnh gì hay không. Nếu như mà bất lợi cho mình thì xử luôn cũng chưa muộn mà anh ba. Không, như vậy sẽ chậm trễ. Hương gà có thể sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Ai mà biết được nó sẽ khai những gì. Lúc đó chúng ta khó mà bịt miệng nó được. Chi bằng tiên hạ thủ vi cường, ra tay lúc này là thượng sách. Hương gà cũng đã từng là cánh tay đắc lực của anh ba. Anh ba ra tay như vậy, em thấy là... Ta không phụ người, ác người sẽ phụ ta. Tao cảm thấy chú mày hơi chùng bước rồi đó. Có thể tuổi già đã làm cho chú mày rung chân rồi phải không? Dạ thưa anh ba, làm gì mà có chuyện em rung chân anh ba? Hương gà là người biết mặt mày và mọi hành động của tao. Nếu để nó sống nghĩa là tao phải chết. Chú mày không phục tao sao? Dạ không, anh ba nói hoàn toàn đúng. Em sẽ làm theo lệnh của anh ba. Tốt. Chào anh ba.
Đại ca gọi em. Phải. Mau chóng xóa sổ của ta. Đại ca muốn xử ai? Hương gà. Tại sao? Tao có cần phải trả lời câu hỏi của mày không? Đây là mệnh lệnh. Dạ. Dạ. Khoan đã. Dạ. Tao cho tụi bay 2 tiếng đồng hồ để làm xong chuyện này. Dạ. Dạ. Mày có dặn tụi nó như lời tao nói không? Đứa nào muốn về quê thì cứ về, còn đứa nào ở lại đây thì dỡ án binh bất động. Nè, mày nói với tụi nó, đứa nào mà tự ý cãi lệnh tao đi khách, lỡ bị bắt thì tự chịu một mình. Còn hé tên tao ra thì tao xử cả gia đình tụi nó, nghe rõ chưa? Theo sát nó đi, coi chừng mất dấu đó. Được rồi. Alo, tôi nghe. Báo cáo đại tá, sau khi điều tra kỹ tình trọng thì hắn chỉ biết thật sự đằng sau hắn là Hương gà thôi. À rồi, các đồng chí cứ tiếp tục theo dõi. Rõ. Chiều mai lúc 2 giờ chúng ta họp chuyên án. Rõ. Thông báo cho H1 chuẩn bị hành động. Thank you.
ai làm vụ này vậy? Hưng Sẹo. Cái gì? Hưng Sẹo? Sao Hưng Sẹo lại làm vụ này? Sau vụ thằng Trọng bị bắt, anh ba sợ bị lộ chuyện nên lệnh cho Hưng Sẹo giết chị. Nhưng mà mày là người của nó, sao mày lại cứu tao? Tôi không muốn chị chết. Tại sao mày không muốn tao chết? Bây giờ mày muốn đưa tao đi đâu đây? Theo tôi chị sẽ an toàn. Không lẽ chị muốn ở đó để tụi nó giết chị sao? Nơi này là nơi nào? Đưa tao tới làm gì? Em chỉ có thể giúp đưa chị tới đây thôi. Mọi chuyện còn lại là do chị. Nè, nè, Phan! Mời chị đi theo chúng tôi. Huỳnh Gia, tay trong bao lâu nay là thằng Phan. Mày giỏi lắm Phan à. Nói anh Tùng á, giao ít kiểu này khó lấy hàng lắm nha. Anh thông cảm, đang bước di động rừng. Để yên ổn vài bữa nữa, em sẽ giao cho anh nhiều hơn. Ừ. Giờ sao mày? Bây giờ đi ra thế nào cũng bị chặn xét. Thằng quỷ hồi nãy bị bắt, nó còn quay lại nhìn mình nữa. Sao lúc nào cũng gặp cớm? Bây giờ làm ăn sao đây? Hàng này bây giờ giấu ở đâu? Thôi, bây giờ tao với mày đi vô trong tính. Ở đây căng lắm. Chào. Chào mấy huynh. Dạ, dạ chào hai anh. Có việc muốn nhờ mấy chú giúp đỡ. Cho tôi gửi cái này một chút. Anh em cứ tự nhiên bình thường. Khi nào tiện
tôi sẽ gặp các chú để lấy. Xin lỗi, chú tên gì? Tôi tên là... Anh ấy tên là Sinh, vừa là nhạc công, vừa là nhạc sĩ sáng tác nhạc cho tôi. Còn em là ca sĩ. Hay quá. Hân hạnh được gặp nhạc sĩ và ca sĩ nổi tiếng. Dạ. Thú thiệt á, tụi tôi có cái ba và vũ trường. Wow. Mấy chú cho anh số điện thoại đi, có gì alo mấy chú qua hát hội cho vui. Được á. Dạ. Đây, đây là danh thiếp của em. Số điện thoại của chú số mấy? Tôi... còn số điện thoại của anh, em nhớ luôn. Số của anh á, là 0986123. Mấy anh có... có gì kêu em qua quán mấy anh hát đi. Bảo đảm với anh, khách sẽ nhiều hơn cho coi. Được thôi. Cho tôi mượn cây đàn. Ủa, anh có biết đàn nữa hả? Nè, anh làm gì vậy? Dù có chuyện gì xảy ra thì các chú cũng phải giữ cái này cho tụi anh. Tụi anh sẽ liên lạc với các chú bất cứ lúc nào thuận tiện để lấy. Nhớ đó. Còn nếu mà để mất thì đừng có trách anh Tùng. Anh Tùng sẽ không tha cho bất cứ ai. Anh Tùng nào? Có phải anh Tùng giám đốc công ty xây dựng phát triển nhà đất Quang Tùng đúng không? Ủa, chú có biết anh Tùng nữa hả? Không. Anh Tùng của tụi anh là anh Tùng khác. Thôi nha. Tụi anh đi à. Mấy chú cứ làm việc bình thường. Dạ. Đi nha. Trời, cái này là... cái này là ma túy đó. Cái gì? Trời, làm sao bây giờ? Thôi bây giờ anh nhét vô đi. Đó, nhét vô đi. Nhét vô đi anh. Lẹ lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Sau khi thoát chết, cô cảm thấy việc này như thế nào? Dạ, em không ngờ Hương Sẹo lại đối xử với em như vậy. Nếu không nhờ mấy anh can thiệp kịp thời thì em không còn cơ hội ngồi đây nữa. Nhưng mà em không biết vì sao họ lại muốn giết em. Hương Sẹo và cô đều là trợ thủ đắc lực nhất của Ba Lành. Vậy mà chỉ vì sợ bại lộ thân phận mà Ba Lành đã sai Hương Sẹo thủ tiêu cô để bịt đầu mối. Thì ra là Ba Lành ra tay vụ này. Cô có biết mặt thật của Ba Lành không? Dạ, từ trước tới nay chưa bao giờ ai trong chúng tôi được biết mặt thật của Ba Lành. Vậy thì những lúc hắn xuất hiện thì làm sao mấy người tiếp cận được? Dạ, lúc thì có thể Ba Lành xuất hiện thiệt, lúc là người khác, cho nên cũng khó mà biết được lúc nào là Ba Lành thiệt, lúc nào là Ba Lành giả. Cô là người thường xuyên gặp Ba Lành, cô có thể nhận diện được ai là Ba Lành thật, ai là Ba Lành giả không? Dạ, thật sự là không biết được đâu. Chúng tôi có thể nghe giọng nói lúc này quen, lúc khác không quen. Về giọng nói thì cũng luôn luôn thay đổi. Tôi nghĩ là có rất nhiều người giả làm Ba Lành tới gặp chúng tôi, chủ yếu là truyền đạt những gì Ba Lành muốn chúng tôi thực hiện. Hắn gian xảo và kỹ lưỡng giấu thân phận, kể cả với những trợ thủ đắc lực nhất như vậy sao? Dạ, lời em khai ở đây là hoàn toàn sự thật, em không hề gian dối đâu. Nếu như có giọng nói, cô có thể phân biệt được giọng nào quen thuộc, giọng nào ít quen thuộc hơn không? Em sẽ cố gắng hết mình để hợp tác với cán bộ, chỉ mong nhận được khoan hồng. Vậy nếu như mà Hương Sẹo muốn gặp Ba Lành thì liên lạc như thế nào?
Và cô có thể liên lạc được với hắn không? Dạ, chúng tôi không ai có thể liên lạc được với ba Lành khi mà chưa có sự đồng ý của ông ấy. Cụ thể là sao? Dạ, ba Lành không hề xài một số điện thoại mà thay đổi số điện thoại liên tục. Khi ông ấy cần thông báo hay ra lệnh điều gì thì có số điện thoại lạ liên lạc với chúng tôi, yêu cầu chúng tôi gọi vào số đã quy định. Lúc đó chúng tôi mới được gặp ba Lành, trừ trường hợp ba Lành chủ động gọi. Nhưng như tôi đã nói, số điện thoại luôn luôn thay đổi. Vậy thì thường thường khoảng bao lâu thì mới có chỉ thị của ba Lành gọi lại? Dạ, nếu mọi việc êm xuôi thì trung bình mỗi tháng ông mới gọi 2-3 lần. Còn nếu như có việc thì mỗi ngày gọi 1 lần. Dạ, những lời em khai hoàn toàn là sự thật. Hắn đã vô nghĩa với em rồi thì em đâu có ngu mà bảo che cho hắn. Nếu thực sự cô hợp tác với chúng tôi thì cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ giúp cô được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Dạ, em cảm ơn sự khoan dung nhân đạo của pháp luật. Xin mời anh vui lòng rời khỏi xe. Tại sao tôi chạy xe có vi phạm đâu mà rời khỏi xe? Một lần nữa tôi yêu cầu anh bước xuống xe. Chào anh. Đề nghị anh cho chúng tôi kiểm tra giấy phép lái xe và giấy tờ xe. Tôi có lỗi gì đâu mà kiểm tra tôi. Chúng tôi thấy anh chạy xe có vấn đề nên yêu cầu anh cho chúng tôi kiểm tra nồng độ cồn. Thôi mà, anh em không à. Anh cầm tiền uống cà phê đỡ đi. Nè, ai nhậu xỉn mà không có nồng độ cồn. Anh cất tiền vô. Nếu không chúng tôi sẽ lập biên bản anh về tội hối lộ người thi hành công vụ. Cái gì ghê vậy? Tôi thấy mấy anh trực đêm cực khổ như vậy, đưa tiền uống cà phê cầm đi. Một lần nữa yêu cầu anh cất tiền vô. Mời anh vô đây. Anh thổi đi. Chào anh. Mời anh thổi lại lần nữa. H1, đại tá ra lệnh, nhanh chóng tìm được tội danh của Tùng. Trước mắt phải tìm cho ra được hàng của hắn để ở đâu. Mời anh qua đo nồng độ cồn. Nếu nồng độ cồn cho phép và có giấy phép lái xe thì anh có thể tiếp tục thay anh ta lái xe. Bà chủ, bà chủ, bà tỉnh rồi hả? Ừ. May quá, bà tỉnh lại rồi. Tôi không còn là bà chủ của chị nữa đâu. Kìa, sao bà nói vậy? Từ nào giờ tôi làm việc cho ông bà, chỉ có bà là đối xử tốt với tôi thôi hả? Tôi mang ơn bà nhiều lắm. Tôi đã mất hết tất cả rồi.
Thôi để tôi lấy cháo cho bà ăn nha. Thôi tôi không muốn ăn đâu. Chị có thể giúp cho tôi một chuyện được không? Bà cứ nói đi. Làm cái gì được, tôi sẽ làm hết mình cho bà mà. Chị đi tìm cho tôi một tờ giấy và một cây viết được không? Dạ, tôi đi lấy. Em có lỗi với anh và con nhiều lắm. Hai người bây giờ đang ở đâu? Giấy viết này bà chủ. Chị để lên bàn đi. Dạ. Đợi tôi dậy. Bà chủ cần gì nữa không? Chị ra ngoài đi. Dạ. Dậy ăn sáng. Dậy. Anh buông em ra coi. Không, anh không buông đó. Anh. Anh không buông em ra. Anh đó nha, anh hư lắm nha. À, em không nói thì sao anh biết được. Thôi dậy đi ăn sáng đi, tắm rửa rồi còn vô bệnh viện thăm bà nữa. Anh không đi đâu hết. Anh chỉ muốn nằm ở đây hoài, ôm em hoài vậy thôi. Anh đã giao cho cô người làm lo hết mọi việc rồi. Anh tới đó làm chi? Nghe họ xỏ xiên nhức đầu lắm. Cái anh này, anh định không đi thiệt đó hả? Thôi nếu vậy thì xuống ăn sáng, chứ không đồ ăn của em á nguội hết trơn á. Anh à, nếu nguội thì kêu người làm hâm lại. Ai đâu mà hâm, dì hai dì quê chưa có lên. Mà sao dì hai dì quê lâu quá à? Hay là vậy, để anh kiếm người làm khác, làm việc còn tốt hơn dì hai nữa. Gì vậy? Em không có thích người khác làm đâu, em chỉ thích dì hai làm thôi, nên em chờ dì hai lên làm. Thôi tùy em thôi. Anh. Anh buông em ra coi. Làm vợ anh nha, anh sẽ cho em còn nhiều hơn vậy nữa. Anh có biết á, là em chờ cái này lâu lắm rồi không? Chờ gì em? À, không, em chờ giây phút này lâu lắm rồi đó. Nè, mấy anh làm cái gì vậy? Nè, hàng của tao đâu? Sao tao điện thoại mà mày không bắt máy? Hả? Nói, hàng của tao đâu? Nói không? Hả? Hàng của tao đâu?
Tao nào công an rồi. Mày à mày. Công an, nhanh lên. Em ơi, mau. Đuổi theo tụi nó đi. Anh có sao không? Chúng tôi đã nói rồi, để chúng tôi đưa anh về. Vậy mà anh về một mình. Tôi không sao. Tôi nghĩ chúng nó thấy mấy anh đi theo bảo vệ tôi như vậy, chúng nó không dám làm gì đâu. Nhưng anh cũng phải cẩn thận bọn chúng. Thôi, để tôi đưa anh về. Tụi nó chạy mất tiêu rồi, theo không kịp. Trước sau gì cũng tóm được tụi nó thôi. Mình đã biết được mặt mày của tụi nó rồi. Thôi, để tôi đưa anh xin về trước. Ừ, anh đưa anh xin về đi. Dạ. Tôi nghe nè, Hằng bị mất rồi anh. Cái gì? Tại sao Hằng bị mất? Em bị chèo theo dõi. Em gửi Hằng vô cây đàn của thằng nhạc sĩ, nó đã mang đi nộp cho chèo rồi. Tụi bay đúng là mấy thằng ngu mà. Mày nói đi, là thằng nào? Thằng nào dám cả gan làm chuyện đó hả? Bây giờ mày kêu tất cả anh em về đây, bắt nó lột xác nó cho tao. Dạ, chèo đang bảo vệ nó, lúc này mình không thể giết nó được. À, mà hình như nó biết anh hay sao á. Lúc em gửi hàng cho nó, em hù nó. Em có nhắc tên của anh, nếu mà mất hàng anh sẽ không tha mạng cho nó. Nó liền hỏi, có phải anh Tùng bên công ty xây dựng địa ốc Hoàng Tùng không? Em giật mình luôn đó anh. Rồi mày nói sao? Em chớ qua người khác liền, em đâu có nói gì để cho nó biết là anh đâu. Tại sao nó lại biết tên của tao chứ? Không lẽ là nó? Mà tao dặn tụi bay, đừng bao giờ lấy tên tao ra để mà nói như vậy nữa nghe chưa? Dạ thì mấy lần ra gặp ba làm ăn với ban Hương Sẹo đó, anh có dặn với em là nó là ban của anh Tùng mà. Không 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 không, lúc đó là tao muốn tụi bay nói tên tao để thị uy thôi, còn bây giờ không cần thiết. Mà mày biết tên nó không? Dạ nó tên Sinh đó anh. Còn thằng ngồi kế bên nó là ca sĩ Thanh Phúc. Mày nói nó tên là Sinh hả? Dạ. Đại ca biết nó hả? Thôi được rồi, bây giờ chuyện thằng đó để tao tính. Còn cái điều tao nhắc tất cả anh em tụi bay, đó là từ đây về sau tao cấm tất cả anh em tụi bay lấy tên của tao ra xưng danh nghe chưa? Dạ em hiểu rồi đại ca. Đi mày đi. Thằng Sinh tới bây giờ. Tao biết mày chưa chịu đi xa, mày muốn gì mà còn ở đây? À, hay mày lại muốn giành lại nhà? Bây giờ còn xía vào chuyện làm ăn của tao, mày nghĩ tao sẽ làm gì với mày đây? Tao không tha cho mày đâu. Con trai yêu của mẹ, con sinh ra là niềm hạnh phúc lớn nhất mà tạo hóa đã dành cho ba và mẹ, là kết quả của tình yêu giữa mẹ và ba con. Thầy Nhân,
người mà mẹ yêu và kính trọng hơn bất cứ ai. Tiếc rằng mẹ đã sai rồi. Sau tiên, một thằng đàn ông ti tiện, đều giả. Nhưng vì con mà mẹ đã sống nhịn nhục với hắn hơn 20 năm trời. Hắn ta đi hết với người này rồi tới người khác, rồi quay về đánh đập mẹ. Có nhiều lần mẹ tính ra đi, nhưng vì con mẹ phải ở lại. Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin con hãy tha lỗi cho mẹ. Vì bây giờ mẹ mới nói ra sự thật này. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ hả? Có chuyện gì vậy? Gì vậy? Trời đất ơi, sao giữa đêm khuya làm cái gì vậy? Ôi, phá giấc ngủ của người ta. Trời ơi, thôi ngủ đi. Ngủ đi, kệ nó. Con xin lỗi mẹ. Con thật bất hiếu. Con sẽ tìm cách ra ngoài thăm mẹ. Cho em cái mũ. Sao mẹ không ăn đi? Ăn đi, lấy sức, tối còn ra khỏi đây nữa. Sao mày biết? Tao hiểu cảm giác lúc này của mày. Tao sẽ giúp mày thoát khỏi đây. Nhưng mà bằng cách nào? Tao biết ngày mẹ giao. Khi ra được ngoài rồi, có cơ hội, nhớ chuyển thuốc cho tao. Sao lại là cái muỗng? Cứ giữ đó đi, tối về sẽ có cách. Tội nghiệp bà chủ tôi. Bà chủ tôi là người tội nghiệp nhất thế gian này. Ông Tiến giờ này sao không thấy tới vậy? Ông Sáu Tiến, ông sẽ không bao giờ tới đây nữa. Tội bà tôi lắm.
Thật sự lúc lên Sài Gòn, tôi có đến nhà tìm bà và biết bà đang sống với ông ta. Tôi đau khổ lắm, nhưng mà tôi cố quên đi. Ba tôi lúc còn sống nói cũng đúng, cái gì đã qua thì cho qua đi. Nếu kéo chi đau khổ nhau mà thôi. Bà hãy yên nghỉ nha bà. Tội nghiệp bà quá. Âu cũng là một kiếp người. Tụi nó đâu? Tụi nó đi tắm rồi. Đưa cái muỗng đây. Canh cho tao nha mày. Ê, có được rồi nè. Ê, Long, được rồi nè. Đâu? Cái muỗng bằng muỗng vậy mà lợi hại ghê ha. Công nhận mày hay thiệt. Cất đi, cất đi mày. Ba đang nghĩ gì vậy? Con có nhớ mẹ con không? Đau quá. Cậu đừng đâm nó. Cái gì? Cậu muốn chết hả? Bình tĩnh đi anh. Đừng làm bậy. Thả tôi ra. Nếu không tôi sẽ giết nó. Bình tĩnh. Không bình tĩnh đi nè cậu. Đừng có làm bậy nha. Không bình tĩnh gì hết. Tránh xa ra. Bây giờ mau ra mở cửa cho tôi. Nếu không tôi giết hắn. Cậu xem lời cậu đi. Cậu đừng cầm cái muỗng nhựa đó. Không làm được gì anh ta đâu. Cậu mau thả anh ta ra. Nếu không cậu sẽ hối hận đó. Hối hận kể tôi. Bây giờ tôi sẽ nằm im. Con không thể về hết gian cho mẹ được rồi. Dẫn nó đi. Việc mẹ của cậu mất, đúng ra cậu phải thông báo với chúng tôi.
để chúng tôi xem xét và cho người đưa cậu về để giếng mẹ cậu. Đằng này cậu lại tự ý bỏ trốn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự nơi đây. Điều làm sai trái này chúng tôi mong là không xảy ra một lần nữa. Dạ. Tại em quá nóng lòng về với mẹ của em mà em đã hành động không đúng. Em hứa từ nay em sẽ không tái phạm nữa. Nghe cậu nói vậy, nó dám cho đám đàn em đi cướp rồi giết cái tên đàn em quan sát ở trước vũ trường mình, nhằm hướng sự chú ý của bọn cướp về phía chúng ta, khiến mình không dám động tĩnh gì suốt bấy lâu nay. Nhưng bây giờ thì chúng ta không thể nhân nhượng nữa, nó phải biến mất thì chúng ta mới lấy lại được thị trường này. Dạ đúng, phải xử nó thôi, nếu không anh em mình sẽ không còn chỗ đứng nữa đâu anh ba. Mày phải làm gọn gàng, nhanh chóng, không để lại dấu vết, nếu không chúng ta không thoát khỏi sự điều tra của bọn cướp đâu. Dạ được rồi, đại ca cứ tin em. Em sẽ cho đàn em theo sát nó, nếu có cơ hội tốt là em sẽ xử nó liền. Càng ít thằng biết càng tốt. Và nhớ, không để cho thằng Phan nhúng tay vô chuyện này. Anh ba vẫn chưa tin tưởng nó à? Cứ ít thằng biết thì kết quả thành công sẽ cao hơn. Dạ, em biết phải làm gì. Ấy, kết quả công ty khả quan hơn thì chắc chắn mức đãi ngộ của các anh chị sẽ cao hơn. Đồng ý không nè? Dạ, đồng ý. Dạ, đồng ý. Đồng ý. Tốt. Đồng ý nha. Vậy đồng bây giờ tôi không biết là có ai có ý kiến và phát biểu gì không? Tôi có ý kiến. Được, mời anh Phú, trưởng phòng nhân sự. Tôi xin thay mặt toàn thể nhân viên xin chúc mừng cô Nhàn. Chúng tôi xin nỗ lực hết sức để giúp đỡ cô Nhàn và giám đốc Tùng, để công ty chúng ta càng ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh. Vậy mọi người xin phép cho một tràng pháo tay để công ty chúng ta ngày càng phát triển hơn, cũng như ủng hộ cô Nhàn có được không? Rồi, nếu vậy thì buổi họp hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người có thể trở về vị trí làm việc của mình. Cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Chào sếp. Dạ, chào sếp. Chào sếp. À, chào sếp. Cố gắng nha Nhàn. Dạ. À, Nhàn à. Dạ. Gì vậy anh? Chiều nay nếu mà xong việc á, có gì anh mời em đi ăn có được không? Quán này ngon lắm, anh nghĩ là em sẽ thích đó. Dạ cũng được. Vậy chiều nay anh chở em đi ăn ha. Ừ. Cái quán này mà em đi một lần á, anh nghĩ là chắc chắn em sẽ tới lần thứ hai. Mỗi lần mà anh nghĩ tới quán này thôi á, thì anh đói bụng muốn tới quán ăn ngay cho bằng được luôn á. Nè. Hả? Anh có ăn tiền quảng cáo của người ta không? Mà anh quảng cáo với em dữ vậy. Đâu có. Nếu mà anh không khen như vậy thì làm sao em chịu tới ăn đúng không nè. Ờ. Mà chầu này em phải bao anh đó. Sao tự nhiên em phải bao anh? Hả? Có ai đời nào mà thăng chức lại quăng cục lơ vô mặt của người ta không nè. Về chơi với dế luôn đi, chứ chơi với ai được nữa giờ. Anh dám nói em chơi với dế hả? Anh thôi, nè, anh giỡn mà. Dám chọc em hả? Nè, dám đừng chọc nữa. Mà công nhận chọc em vui thiệt nha. Cái mặt em đỏ bừng lên luôn á. Sếp. Nhàn. Nhìn gì mà nhìn? Đi về làm việc đi. Tôi trả tiền cho mấy người để mấy người đứng nhìn hả? Thôi đi làm đi. Thôi đi. Dạ xin mời anh chị. Nhìn nó cũng ngon mày. Dạ. Con nhỏ ngon anh hả? Dạ, anh chị vui lòng chờ em một chút. Được rồi em. Nhà hàng này đẹp quá anh ha. Nhà hàng này nổi tiếng là hàng sang mà em. Anh phải đặt chỗ này trước đó. Mời anh. Ha ha ha.
Em đang nhìn gì vậy? Em tìm nhà vệ sinh. Em vô nhà vệ sinh chút nha. Má. Con. Má làm gì ở đây? Má đang dọn dẹp. Dọn dẹp? Sao con ngạc nhiên vậy? Đây không phải là công việc của má trước giờ hay sao? Con tưởng má giận con. Má quay về với công việc ở ngoài đường. Sao tự nhiên bữa nay má lại vô đây làm vậy? Làm việc ở ngoài đó, má sợ nhiều người nhận ra rồi làm cho con mặc cảm, cho nên má mới xin vô đây. Dù sao ở đây cũng ít người lui tới hơn. Con muốn má nghỉ công việc này ngay lập tức. Con nói sao? Con đã nói với má rồi. Con không muốn người ta biết con có một người má làm công nhân vệ sinh. Mà sao má không chịu nghe lời con vậy? Thôi, má đi làm việc tiếp đây. Má. Má. Đợi từ chút. Nhanh nha. Ủa mày. Dạ. Cô em. Anh có muốn làm vệ sĩ cho tôi không? Hả? Cái gì? Đổi lại được cái gì? Tiền của thằng Long cộng với thân xác của tôi. Dạ, cho em cởi. Cảm ơn. Làm gì mà lâu dữ vậy không biết. Con xin má, chồng con đang chở ngoài bàn ăn. Chuyện này không thể nói với ai được hết. Con xin má. Trời ơi, tại sao phải khổ như vậy hả con? Điện thoại không bắt máy nữa chứ. Lan ơi, Lan, em có ở trong đó không? Má đừng nói chuyện này với ảnh nha má. Nha má. Lan ơi. Lan ơi, Lan. Dạ, em ra liền.
Con ra nha má. Em đi vệ sinh gì mà lâu dữ vậy? Anh gọi điện thoại em không bắt máy làm anh lo quá. Em... anh làm cứ như là sắp mất em không bằng vậy đó. Còn hơn vậy nữa. Thôi mình ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi em. Em. Nè. Dạ. Sao vậy? Sao em khóc? Tại đồ ăn cay quá nên em chảy nước mắt thôi. Không sao đâu anh. À vậy à. Giá mà có thể thuê được giết chết tên khốn nạn đó, băm nó ra thành từng mảnh mới hả dạ, tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Nhưng làm vậy lỡ lớn chuyện, hắn biết thì mình sống sao đây? Trời ơi, có thể lúc này mình cần phải tỉnh táo, phải chịu im lặng, chịu ôm nỗi nhục nhã này sao? Em ơi, sao em tắm lâu vậy? Có sao không em? Dạ em không sao, em ra liền. Sao hồi chiều giờ anh thấy em lạ lắm, cứ lặng lặng không nói lời nào. Em có tâm sự gì hả? Dạ không có gì đâu anh. Có gì á thì nói cho anh biết, biết đâu anh giúp được em. Dạ em cảm ơn anh, nhưng mà em không có gì thiệt á. Chắc là do em mệt quá nên vậy thôi à. Thank you.
Anh có biết là chúng tôi nhớ anh lắm không? Nhất là Vàng, lúc nào cũng luôn khóc vì rất yêu anh. Tôi còn nhớ là ngày đầu tôi gặp hai người, lúc đó anh đàn, còn Nhàn thì hát. Nhìn hai người lúc đó tôi cảm thấy thích thú lắm. Lúc đó Nhàn ca rất là hay, nhưng mà cô ấy lại bị khiếm thị. Lúc đó tôi quyết tìm đủ mọi cách để cho cô ấy có một đôi mắt sáng như bao cô gái khác. Cho dù cực khổ như thế nào, đêm đêm tôi đều theo dõi trên báo, trên mạng, trên nhiều phương tiện truyền thông, để có thể biết ở đâu có cơ hội chữa sáng mắt là tôi liên lạc tới đó. Bao nhiêu công sức tiền bạc tôi bỏ ra, tôi không hề tiếc. Có lẽ là tôi yêu Nhàn từ lúc nào tôi không biết nữa. Tôi sẵn sàng làm tất cả vì tình yêu. Tất nhiên là sau một thời gian, trời cũng không phụ lòng người, công sức của tôi cũng được đền đáp anh à. Điều mong ước của tôi bao lâu nay cũng trở thành sự thật. Đó là Nhàn đã sáng mắt. Nhưng mà trong cái giây phút hạnh phúc nhất đó thì lại là lúc buồn nhất. Nhàn rất đau đớn khi mà biết tin anh bị ung thư và đã đi. Trước khi anh đi, anh có dặn với tôi là hãy thay anh lo cho Nhàn. Vì vậy tôi luôn sát cánh để giúp đỡ cho Nhàn. Hôm nay tôi đến đây, tôi xin anh phù hộ cho tình yêu của tôi với Nhàn mau thành như ước nguyện. Tôi xin hứa, tôi hứa là tôi sẽ chăm sóc Nhàn thật tốt và lúc nào cũng làm cho cô ấy hạnh phúc. Anh hãy tin tôi. Nhàn, em tới từ lúc nào vậy? Anh Tùng. Để anh, sao anh lại tới đây? Ngày hôm qua em nói với anh là em xin nghỉ phép mà. Anh tưởng em bệnh chứ. Anh vẫn hay ra mộ thăm anh sinh sao? Mà em cũng kỳ nữa, nếu em tới đây thì phải cho anh biết có gì anh tới đón em chứ. Tại vì em nghĩ là công việc của anh bận lắm, em không có dám làm phiền, em đi một mình cũng được mà. Để anh đốt nhang cho. Chúc anh luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên anh. Sẵn có Nhàn ở đây, anh hãy tin tôi. Tôi sẽ thay anh chăm sóc cho Nhàn thật tử tế. Ngồi xuống đi. Có chuyện gì mà em thấy anh căng thẳng và dặn tụi em phải bí mật về anh? Hai thằng bay đã có lần đụng độ với thằng Tùng rồi đúng không? Dạ, tụi em đã đánh nhau với nó rồi. Vậy trong hai thằng, thằng nào nhận nhiệm vụ xử thằng Tùng đi? Dạ, nếu như mà anh tin tưởng á thì hai thằng em ai cũng được. Hai thằng bay, nghĩ hai thằng bay giỏi lắm hả? Tụi bay quên là thằng Tùng nó cho hai thằng bay một bài học lúc trước, có nhớ không? Thôi được rồi, nhiệm vụ lần này tao sẽ giao cho hai thằng bay phụ trách. Dạ. Nói vậy thôi, không phải là tao tin hai thằng bay mà giao cho nhiệm vụ này. Vì tao nghĩ tụi mày đã từng đụng độ với nó nên cũng có chút xíu kinh nghiệm về nó.
Và nếu lỡ bất trắc bị nó phát hiện ra thì nó sẽ tưởng là bị tụi bay trả thù cá nhân. Nhớ, hai thằng bay chỉ được phép theo dõi và làm mồi nhử nó. Còn cái chuyện giết nó, xử nó thì đã có sát thủ bên ngoài. Khi xong việc hai thằng bay cứ bỏ trốn, khi nào có lệnh của tao mới được xuất hiện. Dạ. Dạ. Uống đi. Dạ mời anh. Dạ mời anh. Ồ, nhưng mà chừng nào tụi em bắt đầu hành động đi anh? Ngày mai tên sát thủ ở Macau, nó sẽ đáp máy bay xuống Tân Sơn Nhất. Nhiệm vụ của hai thằng bay sẽ đón nó, đưa nó về khách sạn. Sau đó hai đứa bay bám sát thằng Tùng và chụp vài tấm hình của thằng Tùng đưa cho sát thủ nhận dạng. Nhớ, khi nào có cơ hội tốt nhất lập tức báo ngay cho sát thủ để ra tay. Vụ này cần phải sai hàng nóng nên tụi mình cần phải thuê sát thủ bên ngoài. Nếu như mình động chuyện, mọi việc sẽ hư hết, rõ chưa? Dạ em hiểu rồi anh. Tụi em sẽ hành động cẩn thận. Tao nghe nói tụi mày biết chút xíu tiếng Anh phải không? Dạ em biết chút chút anh. Ngày mai tao sẽ cho mày cơ hội nói chuyện với sát thủ. Còn bây giờ hai thằng bay về đi, mai làm việc. Dạ, vậy em xin phép. Dạ thưa anh em về. Anh uống nước đi. Anh, hình như có ai ngoài cửa sổ kìa. Để anh ra coi thử. Đi khỏi nơi này đi, nhanh lên.